Clip hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho mọi người dập rap vào điệu cha cha nha. Nào cũng vui lên em, không xa lên niềm tin, đến với nhau đêm nay trong một đôi ngắn ngày. Vui được gặp lại mọi người hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta dập tiếng brass vào những cái bài đệm điệp khúc của cha-cha để nó tăng cái tính cao trào lên cho cái phần điệp khúc. Và chúng ta sẽ học và thì sẽ hướng dẫn cho mọi người. Để trước khi vào bài hướng dẫn thì sẽ đàn mẫu thêm cho mọi người nghe một bài nữa để rồi thì sẽ hướng dẫn chậm cho mọi người nha. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu đi, tình đậm thơ. Thì ví dụ hai bài cha và cái kiểu đệm này á là chúng ta có thể áp dụng cho rất là nhiều bài cha 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 và phần điệp khúc, kể cả dân ca hay là Latin, cái tiết tấu dập thì nó giống nhau nha. Rồi rồi, đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị điệu cha 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 và mọi người lưu ý cái tiếng brass mà khi nó đệm á là chúng ta phải cho tiếng brass này nó nhỏ hơn so với bình thường. Ví dụ như cái tiếng brass mà để dạo nó khác nha. Ví dụ nè, còn khi á, mà chúng ta đệm á, thì chúng ta phải dặn cái volume lại và chúng ta chỉ lưu tầm 70 thôi. Và để chi? Để cho nó, để cho nó có cái sự tinh tế, thấy không? Để cho nó có cái sự tinh tế. Rồi thiện đệm cho mọi người nghe rồi thiện sẽ hướng dẫn nè. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu tiền, tiền đừng phai. Đó, mọi người nghe nó nhỏ thôi nhưng mà đó là cái sự đệm tinh tế, chứ không là nếu mọi người mà đánh lớn á, nó sẽ bị thô và nó sẽ lắng át cái tiếng người hát. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu đời. Đó, nó lắng ác là nó không có hay nha. Rồi bây giờ Thiện sẽ bắt đầu vào bài hướng dẫn cho mọi người. Nhưng mà Thiện hướng dẫn, Thiện sẽ để cái tiếng kèn brass cho nó lớn. Rồi cái tiết tấu chúng ta sẽ đánh như sau nè. Tay trái nè, là 7 cái nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, tay trái nè, làm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi thì đánh chậm là la thứ thôi, là đô mí cái đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chậm hơn nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và mọi người nhớ đánh là cho nó staccato, hay dịch ra là có nghĩa là cho nó nảy và cho nó dứt khoát. Giờ thì sẽ đánh lại tempo là tầm 80 thôi. Rồi sau đó thì sẽ hướng dẫn cho mọi người tập những cái hợp âm khác. Thiện đếm nè, xuống tay trái chứ nha. Xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thiện cho tiếp cái tempo là tầm 60 thôi. Mọi người sẽ tập chậm để dần lên nè, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, mọi người phải tập hiểu được cái tiết tấu. Rồi mọi người sẽ chuyển hợp âm. Bây giờ qua cái level 2 thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chuyển hợp âm nha. Có nghĩa là la thứ nè, son nè, pha trưởng, mi thứ, re thứ, đô trưởng. Nhưng mà chúng ta nên nhập trên cao cho nó hay. Ví dụ la thứ nè, đây la thứ. Rồi tới si đêm là si re phá, đô trưởng, re thứ, mi thứ. Nhớ là mọi người dập bằng cái cổ tay nha, chứ không phải là bằng khuỷu tay nha. Nhanh nè, là bằng cổ tay nha. Rồi mi 7 chúng ta sẽ đánh là mì, son, thang, xí. Pha trưởng là phà la đố, son trưởng. Rồi mọi người lưu ý cái quãng đẹp của brass á, lên đây á thì nó cao quá, chúng ta giới hạn từ nốt đố nè. Và chúng ta giới hạn từ nốt mi này thôi nha. Đó, đừng có đi xuống quá thì nó thấp.
thì nó không có hay. Rồi đó là trên giọng la thứ. Bây giờ thì sẽ bắt đầu để tempo nhanh và thì sẽ đánh thử cho mọi người nghe nguyên cái series từ la lên đố nè. Đây. Đó là cái level 2. Bây giờ Thiện sẵn rồi, Thiện chia sẻ cho mọi người cái level 3 luôn. Là chúng ta sẽ đảo hợp âm, chúng ta dập cho nó hay. Ví dụ la thứ chúng ta sẽ đánh là đô mí. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đánh la thứ, chúng ta không có đánh là đô mí mà chúng ta sẽ đánh là mì la đố nó mới hay. Nè, la thứ nè. Son trưởng là rề son xí. Pha trưởng là đồ pha lá. Mi thứ là mì son mì xì mi son. Mi 7 là thay bạn này. Giờ la thứ quýnh cái kiểu này nó hay hơn nha. Đó, như vậy là Thiện đã chia sẻ cho mọi người cái cách đệm này mà mọi người có thể áp dụng cho ban nhạc cũng được. Ban nhạc thì chúng ta chỉ cần đánh tay phải và chúng ta đệm cái tiếng brass này vô. Rồi, điều cuối cùng Thiện sẽ chia sẻ cho mọi người đó là chúng ta áp dụng vào khi nào và áp dụng vào chỗ nào chứ không phải lúc nào cũng dập. Đó, có nghĩa là đầu câu thì chúng ta sẽ dập hoặc là lâu lâu chúng ta mới dập chứ không phải là dập liên hồi nha. Bây giờ Thiện áp dụng vô cái bài nè. Ta yêu người, ta yêu đời. Hai câu chúng ta mới dập một lần chứ chúng ta không có dập liên hồi nha. Đâm ra là nó rất là ồn và rất là rối. Ví dụ như Thiện áp dụng vào bài khúc Tình Nồng đi. Và cái điệu cha cha trên bộ Sâm Lơ của Thiện nha. Nếu thấy hay có thể liên hệ cài đặt Sâm Lơ nha. Rồi ví dụ khúc Tình Nồng này. Nào cùng vui lên thật sáng lên niềm tin. Đến ba câu mới dập một lần chứ không có dập liên hồi, đâm ra nó rối. Như vậy là Thiện đã chia sẻ cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật nhỏ này cho mọi người có thể áp dụng vào điệu điệu cha cha để chúng ta có thể đệm nó sẽ hay hơn và nó sẽ có nhiều cái kỹ thuật đệm hay hơn cho mọi người áp dụng. Rồi như vậy là Thiện gan mến chào mọi người nha. Mọi người có nhu cầu cài đặt sampler hoặc là mua USB hay là đăng giáo trình học đàn organ online thì có thể liên hệ Thiện qua số điện thoại này. Thiện có tư vấn nhiệt tình và chi tiết cho mọi người luôn. Rồi Thiện cảm ơn mọi người nha. Thì nếu mọi người có nhu cầu mua thì có thể liên hệ Thiện qua số điện thoại 097 367 5251. Khi mọi người mua đàn bên nhạc cụ Thiều Gan, mọi người sẽ được tặng bao, tặng chân và tặng bộ sách và bộ giáo trình dạy đệm đàn organ online do chính Thiện soạn và tặng miếng decal dán nốt để bảo vệ bàn phím. Và bên Thiện có cài đặt dữ liệu miễn phí luôn. Và bên Thiện có ship hàng về tận nhà và thanh toán tại nhà. Ngoài ra thì bên Thiện cũng có hỗ trợ trả góp cho dòng đàn Corbea 600. Thì ví dụ như là cây này là 20 triệu thì mọi người có thể trả trước tầm 6-7 triệu thì mọi người cũng có thể đã có một cái đàn về chơi rồi. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha.